Cục xà phòng nê bồ đất. Đi đâu? Đi dưới Bình Dương. Xuống Bình Dương để làm gì? Chơi. Chơi với ai? Chơi với bạn Minh. Với ai nữa? Con thăm bà nội. Con thăm bà nội nữa. Phải không, phải không Kỳ Kỳ? Con. Kỳ Kỳ. Lên đây cho bà hỏi. Kỳ Kỳ có thương bà nội không? Dạ thương. Thương nhiều không? Thương nhiều. Để ở nhà. Thương nhiều để đâu? Để đâu? Để trong tim. Dạ giỏi. Để trong đầu. Nói chuyện đàng hoàng đi. Ghê quá. Bà làm ba đắp gì đó cho ba nghe coi, ba không biết bà đó hay sao. Chạy vô nắp. Lắp mà xin gì con sao đắp. Sao ai gọi đó? Tôi là Nai. Gì? Tôi là Thỏ chứ mà. Đúng rồi, hai nói lại nha. Hai, một. Đắp. Ai gọi đó? Tôi là Thỏ. Cho xem tay. Đắp. Ai gọi đó? Gì là chó ở đâu ra vậy? Tôi là Nai mà. Trời ơi, bói quậy quá. Cho xem chân. Cái chân này thử đi. Gớm quá, gớm quá. Mai và hu. 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 Mày à. Bỏ vừa. Kỳ kỳ không ai biết. Trời. Sau đây là hai cô công chúa chùm siêu quậy. Ba ba. Gì? Cho con làm con mèo đi. Con thích làm con mèo, là con thỏ vậy. Con mèo.